Kính chào quý vị khán giả đến với câu chuyện nghề mới. Quý vị khán giả đã có kế hoạch gì cho buổi sáng mùa hè mát lành này chưa? Nhâm nhi bên ly cà phê buổi sáng, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Vậy thì chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện về cuộc thi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Cuộc thi dành cho phụ nữ Việt Nam thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh và tài năng, yêu cái đẹp, lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đây còn là sân chơi nhan sắc giúp các quý bà có cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối với nhau để cùng phát triển, muốn thử sức mình trên đấu trường quốc tế. Và đồng thời thúc đẩy tầm quan trọng của việc ủng hộ hòa bình trên các phương diện và quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đó chính là cuộc thi Hoa hậu quý bà hòa bình Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Phan Anh Media tổ chức. Và để hiểu hơn về cuộc thi này, hôm nay chúng tôi mời tới trường quay hai vị khách mời đặc biệt, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023, và ông Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cố vấn cuộc thi. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023, Miss Grand Việt Nam 2023 do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Phan Oanh Media nắm giữ bản quyền. Miss Grand International 2022 Phan Kim Oanh làm giám đốc quốc gia là cuộc thi nhan sắc chính thống dành cho phụ nữ từ 25 đến 45 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, với mục đích tìm kiếm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, yêu chuộng hòa bình. Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức phù hợp với tiêu chí và format của cuộc thi quốc tế Miss Grand International Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế tại Myanmar. Cuộc thi là cơ hội để các quý bà thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh và tài năng, yêu cái đẹp, lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đây còn là sân chơi nhan sắc giúp các quý bà có cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối với nhau để cùng phát triển, muốn thử sức mình trên đấu trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy tầm quan trọng của việc ủng hộ hòa bình trên các phương diện và quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Và người đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam năm nay sẽ chính thức là gương mặt đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài tại cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2023 Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2023 được tổ chức vào tháng 9 năm 2023 tại Myanmar. Vâng, và có lẽ câu hỏi đầu tiên xin được dành đến ông Duy Biên. Ông có đánh giá như thế nào về cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam khi được mua bản quyền quốc tế về Việt Nam mình? Khi mà đất nước mình hội nhập, phải nói là bây giờ là hội nhập rất là sâu rộng. Cho nên là tất cả mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến khoa học kỹ thuật, đến văn hóa, thì những cái gì hay của thế giới mình đưa về làm phong phú hơn cái hoạt động văn hóa của mình. Ngược lại chúng ta cũng xuất khẩu văn hóa, tức là cũng mang những các cái hay, cái đẹp, cái độc đáo, cái lạ của Việt Nam ra thế giới. Tinh thần hội nhập là như vậy. Cho nên là khi mà có những các cái ý tưởng hay, có những các cái format mà cảm thấy có thể tổ chức đem lại một cái niềm vui, cái sự phong phú hơn cho các hoạt động văn hóa ở Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là một cái việc làm rất là ích lợi. Chúng ta sẽ có nhiều dịp để cho công chúng Việt Nam có thể so sánh được những các cái giá trị văn hóa quốc tế, cũng như là những các cái giá trị thật của chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng học hỏi được nhiều cái điều bổ ích để nạp thêm cho những cái sự dày dặn trong các cái hoạt động văn hóa của chúng ta. Thì cái format của Oanh đưa về là cái Hoa hậu Quý bà Hòa bình ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí nó rất là quốc tế. Khi chúng ta đã đưa cái tên Hòa bình ấy, thì tôi cho rằng là nó sẽ được cái sự cảm nhận và ủng hộ rất là rộng lớn, là bởi vì cái giá trị của hòa bình thì giá trị chung của thế giới rồi. Chỉ có điều là chúng ta làm thế nào để mà khẳng định những cái giá trị thật đó, để mà giữ được cái uy tín của cuộc thi.
cũng như là lan tỏa tốt nhất những cái mà ban tổ chức mong muốn. Vâng, và những chia sẻ cũng như là có cái nhìn đánh giá rất là khách quan của nguyên thứ trưởng Vương Duy Biên thì chắc là chị Oanh cũng sẽ có những cái định hướng cũng như có những cái bước đi nó vững chắc hơn, đúng không ạ? Cuộc thi thì nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt Nam và quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ra thế giới. Cuộc thi sẽ lựa chọn ra một đại diện xuất sắc và sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế vào tháng 9 năm 2023. Để khẳng định rằng người phụ nữ Việt Nam của chúng ta ngoài vẻ đẹp ra thì có sự tự tin và có bản lĩnh, và cũng đồng thời cũng thông qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam để giới thiệu đến các bạn trên thế giới về hình ảnh du lịch của Việt Nam, quảng bá những phong cảnh này, những cảnh quan này, cũng như là quảng bá hình ảnh du lịch và đặc biệt là hình ảnh áo dài truyền thống của Việt Nam đến với thế giới. Vâng, và được biết rằng là chị vừa có một chuyến công tác từ Myanmar trở về, đúng không ạ? Vậy chị có thể chia sẻ một chút về hành trình mình công tác ở Myanmar được không ạ? Tôi là người phụ nữ Việt Nam nhưng mà đang quang tại Myanmar và được giới thiệu về đất nước của mình tại đất nước Myanmar, cũng như là khẳng định cho bạn bè quốc tế biết rằng là người phụ nữ Việt Nam điển hình là tôi đã lan tỏa được những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, đến với thế giới. Và cũng rất vui mừng khi là khán giả Myanmar ở bên đó rất nồng nhiệt đón tiếp tôi. Và đặc biệt là khi mà tôi ở khách sạn thì các bữa ăn của tôi đã được chế biến theo các món ăn ở Việt Nam, cũng như là những bản nhạc của Việt Nam được phát trong quá trình tôi ở tại khách sạn đó. Thì tôi cảm rất thấy tự hào và rất vui. Tôi đã có dịp làm các chương trình thiện nguyện ở đó theo lịch trình của ban tổ chức, đó là đi thăm các trẻ em mồ côi tại Myanmar và những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật tại Myanmar. Đó cũng là một cái giá trị cao và giá trị nhân văn của cuộc thi quốc tế. Muốn không chỉ cái điều đó thì không chỉ lan tỏa tại Myanmar mà tôi còn muốn làm tại Việt Nam mình rất là nhiều và tất cả các quốc gia trên thế giới nữa. Vậy thì liên quan đến cuộc thi thì chị có thể chia sẻ một chút về cái ý tưởng cũng như cái suy nghĩ của mình, tại sao chị lại muốn đưa cái bản quyền quốc tế về tại Việt Nam mình? Có rất nhiều bạn trên thế giới, các bạn đã rất thành công ở trên nhiều lĩnh vực, và cái thành công đó thì khi đã thành công rồi thì họ muốn rằng là mang cái giá trị đó lan tỏa đến với cộng đồng, lan tỏa đến với toàn thế giới. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã gặp nhau tại cuộc thi đó. Và trong cuộc thi thì sẽ có người giành vương miện và có người không. Và người giành vương miện chính là người tự tin nhất. Và Việt Nam tự hào rằng là tôi là đại diện Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 45 thí sinh trên toàn thế giới để trở thành đương kim Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2022. Và tôi tự hào về điều đó và tôi muốn rằng là mình cũng là người phụ nữ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cũng như phụ nữ Việt Nam rằng là hãy tự tin, hãy tin vào chính mình. Một khi mình đã quyết tâm làm một điều gì đó chắc chắn là mình sẽ thành công. Chị có thể chia sẻ một chút là về trong cái quá trình mà mình đương nhiệm thì chị đã đón nhận được cái sự ủng hộ cũng như là từ bạn bè quốc tế cũng như là trong nước như thế nào ạ? Về bạn bè quốc tế thì trong chuyến công tác vừa rồi tại Myanmar, tất cả những bạn bè bên Myanmar, bao gồm cả Hoa hậu Quý bà Hòa bình Myanmar và ban tổ chức quốc tế cũng luôn ủng hộ tôi và dõi theo cuộc thi của tôi ở Việt Nam. Vâng, vậy thì ông Biên có thể chia sẻ một chút là với vai trò là trưởng ban cố vấn cũng như là ban giám khảo của cuộc thi thì ông có những cái kỳ vọng như thế nào với cuộc thi năm nay ạ? Tôi nghĩ là đây là một cái format mà mình làm lần đầu tiên ở Việt Nam. Cho nên là tôi cũng hy vọng rằng là ban tổ chức cũng như là tất cả mọi người ủng hộ cho cái cuộc này là mình làm thế nào nó chuẩn nhất,
và đạt được cái tính trung thực, đảm bảo cái kết quả phải rất là khách quan. Thì để cái điều đó là giữ được cho cái thương hiệu, giữ cho cái uy tín của cái cuộc thi của chúng ta. Bên cạnh đó ấy, là vì là mình là người làm văn hóa, cho nên là cũng muốn là đưa những các cái yếu tố văn hóa can dự vào cái cuộc thi này càng nhiều càng tốt. Vì rõ ràng là cuộc thi bản thân, cuộc thi đã là một sự kiện văn hóa rồi. Thế nhưng mà bên trong nội dung rồi sau này những các hoạt động, những các sự kiện rồi kể cả nội dung, làm thế nào để đưa yếu tố văn hóa vào nhiều hơn, để các thí sinh có dịp khoe và lan tỏa những cái tín hiệu văn hóa ra trong xã hội của chúng ta. Thì như thế thì cái giá trị văn hóa của cuộc thi nó mới được nhân lên. Và những các cái thông điệp mà chúng ta định gửi gắm trong cái cuộc thi này, ví dụ như là về hòa bình, rồi khuyến khích người phụ nữ phải tự tin, phải dám có nghị lực, phải dám vượt lên những khó khăn, phải biết tỏa sáng, phải biết làm đẹp bên ngoài, nhưng mà đồng thời cũng là trau dồi kỹ năng, cái hiểu biết của mình để làm đẹp về tâm hồn. Cái đó cũng là rất là văn hóa. Cho nên chính vì thế nên tôi sẽ làm việc với ban giám khảo, rồi cũng như là với ban tổ chức, làm thế nào cái cuộc thi của chúng ta làm thế nào là nhiều văn hóa nhất, văn hóa đậm nhất, để làm thế nào cho công chúng cũng như các thí sinh hưởng ứng cái cuộc thi của chúng ta với một cái số lượng tốt nhất. Cuộc thi của mình hiện tại là đã đi đến chặng đường nào rồi ạ? Cuộc thi đang diễn ra một cách rất là sôi động. Hồ sơ chúng tôi nhận đã đến khoảng 400 thí sinh. Và ban tổ chức cũng như là ban giám khảo rất là phải cân nhắc rất kỹ khi lựa chọn từng thí sinh. Và cũng có rất nhiều thí sinh hoạt động trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Và đặc biệt rằng là có rất nhiều thí sinh là người dân tộc. Người dân tộc, và có những thí sinh làm giáo viên, thậm chí là cả phó hiệu trưởng của một trường cũng đã đăng ký dự thi. Và chúng tôi đang công bố dần các thí sinh lọt vào top 50, và hy vọng rằng là trong thời gian tới cuộc thi sẽ nhận được nhiều cái ý kiến đóng góp, cũng như là thí sinh tham dự nhiều hơn nữa. Và hơn nữa rằng là tôi cũng hy vọng rằng và mong muốn rằng cuộc thi của chúng tôi sẽ chọn ra những thí sinh chất lượng, và các bạn sẽ thi đấu một cách công bằng nhất để lựa chọn ra một người xứng đáng đại diện cho Việt Nam tham dự quốc tế. Chị có thể chia sẻ một chút về cái thông điệp trong đêm chung kết mà cuộc thi muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả, rằng là các bạn hãy tự tin, bản lĩnh và thể hiện hết khả năng của mình. Và khi các bạn đã tự tin rồi và thể hiện hết khả năng của mình rồi thì chiến thắng sẽ nằm ở trong tay các bạn. Vậy thì ông có thể gửi một lời chúc hoặc là một cái lời động viên nào đấy đến cho tất cả các thí sinh lọt vào vòng chung kết được không ạ? Cái thông điệp mà chúng tôi mong muốn có được đậm nét trong cái đêm chung kết đó là cái tôn vinh được vẻ đẹp văn hóa và cái giá trị của hòa bình, và luôn mong và chúc cho tất cả các thí sinh tự tin để mà đến với cuộc thi, để mà làm thế nào mà tỏa sáng bản thân mình, và người nào mà đoạt giải thì sẽ tỏa sáng tốt nhất cái hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Vâng, và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả thân mến, vậy là thời lượng của câu chuyện ngày mới ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.